Hello mọi người nha, hôm nay sẽ chơi game Talking Tom Gold Run. Mình sẽ đổi nhân vật khác. Đấy, đâu, kiếm cái con kinh tôm đâu. Đây à, đó, kinh tôm. Ok, chúng ta bắt đầu chạy nha. Mà chạy map khác đi. Map này xấu ạ. Đây, đó này. Go. Thì ăn trộm vàng. Rồi thu thập cái gì như cái móng ngựa. Nhiệm vụ mới. Đó. Để xây nhà nhiều móng ngựa nhất có thể nha. Đây ba cái à? Nó hiện ở bên góc trái màn hình kìa. Nó rất giống cái nam châm kia nhá. Anh em sẽ xuống thành phố. Đó, đây là khu nông thôn. Cái hút vàng máy lắm. Ở đây để có một cái mũ bảo hiểm. Đang chờ xem cái máy bay của cái con này là cái gì. Mũ bảo hiểm của nhà vua. Mình bắt đầu vào địa bàn của con này nhá. Mình sẽ dùng búa đập đó. Phải vượt qua được cái khu khu này của nó đó. Đây rồi, chuẩn bị tiếp cận gần hơn rồi. Đó, ngày một gần. Đây. Ôi mẹ. Súng free để đập đó. Mày tên trộm ngu ngốc. Tên trộm ngu ngốc. À, nó vẫn không chịu buông cái bao vàng ra. Lì thật. Đập như thế mà vẫn không chịu buông. Lại là cái nấm chấm hút vàng tiếp. À, dừng nghỉ chân ở đây. Anh nhìn thấy mình cái là phải chạy ngay. À, đây là cái máy bay của nó kìa. Rồi combo cả máy bay lẫn mũ. Đội cho nó an toàn. Em chuẩn bị nhảy dù đâu. Máy bay sắp hết nhiên liệu. Bung dù xuống. Úi à. À, không nhảy qua đấy. May còn có cái mũ bảo hiểm. Bị xe biết tầm. Mình sẽ lấy con khác.
À, tên cướp biển này đi. Pirates Giger này. Con Giger này ở là cướp biển vùng Caribe. Ôi sử dụng cái free này. Tiếp tục chạy. Ê, chạy mới có chạy khỏi tí rồi mà. Ôi vừa hết 500 hút rồi à. Chuyển sang mấy cái map này. À vẫn map đấy. Nếu mà có cửa chuyển map như đúng rồi ấy. Đó rồi là một cái thuyền biết bay nhá. Con này nó là hải tặc. Đó cái mũ à. Cái mũ là cái thùng gỗ. Mũ là cái thùng gỗ nha các bạn. X2 vàng nào. Chuyển map mới. Sang map mấy cái cây thông. Mày có cái mũ bảo hiểm. Càng lúc càng nhanh. Lại về map cây thông tiếp nha. Cái map này nó có nhiều yếu tố bất ngờ quá. Yeah, lần này vượt qua an toàn.
ung dù tiếp. Thôi, chuẩn bị kết thúc video rồi. Ok. Kết thúc video nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.